Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn phần làm audio style cho PA 800 và PA 3X. Đầu tiên các bạn cắm máy CD vào hai lỗ line in của đàn PA 800. Các bạn chọn một cái đĩa DJ hay một đoạn nhạc các bạn thích rồi sửa soạn sẵn. Các bạn nhấn nút sound edit. Sau đó nhấn nút record. Sẽ ra màn hình này. Bởi vì chúng ta thâu stereo nên các bạn chọn chế độ stereo, channel 1-2 stereo. Đây là nút record. Khi các bạn muốn thâu thì các bạn nhấn nút record, và khi không muốn thâu nữa thì các bạn nhấn nút record một lần nữa. Còn đây là tín hiệu, mức tín hiệu. Thường thường tín hiệu ở trong cái khoảng đây là được. Nếu tín hiệu mà đến clip quá tải thì không được, không nên như thế. Và chúng ta có thể thâu được 21,8 giây là maximum. Bây giờ tôi sẽ lấy tín hiệu vô. Đó, đến khoảng bây giờ khoảng 3 là được rồi. Sau khi thâu xong, các bạn nhấn edit. Các bạn chọn star để quay khúc nào các bạn mong muốn. Và cắt cái khúc cuối. Sau khi các bạn cắt ưng ý, các bạn nhấn nút menu. Chọn time slide. Và hôm nãy chúng ta thâu 2 ô nhịp nên các bạn nhấn slide. Thì lúc này nó sẽ cắt ra từng phần nhỏ. Sau khi cắt, các bạn nhấn grind. Đặt tên A, B, B. Ok. Và chọn vị trí các bạn muốn lưu vào. Chẳng hạn như vô đây. Ok. Lưu xong, các bạn nhấn exit, thoát khỏi chế độ. Các bạn làm sampler, chúng ta sang chế độ style play. Các bạn nhấn nút record. Record new style. Ok. Rồi chúng ta chọn cái tiếng hôm nãy chúng ta lưu. Rồi các bạn gõ thử. Rồi, các bạn chọn resolution để quantize, metronome online. Và chúng ta nhấn start off để bắt đầu thu. Các bạn chọn tempo 138. Rồi các bạn cũng thu tất cả những thứ khác giống như bình thường. Sau khi thu, các bạn lưu lại. Rồi, chúc các bạn thành công.